quay vòng tròn này. Trẻ con sẽ cực kỳ là thích điều này. Hello anh em, như ở clip trước thì chúng ta đã cùng nhau đập hộp cái mẫu UFO M2 này, một cái mẫu drone rất là vui nhé, để cho trẻ con chơi hoặc là để người mới tập chơi với vòng bảo vệ cũng như là giải đèn led ở xung quanh thân. Thì hôm nay mời mọi người cùng với mình đi trải nghiệm bay thực tế cái mẫu này xem nó như thế nào nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bay thử cái mẫu UFO M2 này anh em nhé. Mình sẽ bật nguồn lên này. Mọi người thấy chưa? Cái này rất là đẹp luôn nhé. Có giải đèn led ở xung quanh viền đây. Cực kỳ là đẹp luôn anh em ạ. Khởi động này. Bay lên nào. Ui xồi. Tiếng kêu quá là đanh anh em ạ. Bay vút vút. Đấy. Cái này có chế độ nhào lộn 360 độ nhé. Rất là ngon luôn anh em nhé. Đấy. Chơi cực kỳ thú vị. Nhào lộn rất là linh hoạt, bốc đầu bốc đuôi trái phải đầy đủ cả. Đấy. Trải nghiệm điều khiển rất là ok. Và cái này mình rất thích là nó có cái vòng bảo vệ an toàn anh em nhé. Bây giờ mình sẽ thử lao vào tường xem. Đấy, lao lại bật ra này. Lao này. Đấy, lao lại bật ra nhé. Bây giờ mình sẽ lao thôi, mình để yên đấy, không làm gì cả. Đấy, thì mọi người có thể thấy là nó cứ đứng như này thôi, bởi vì nó có vòng bảo vệ xung quanh mà. Rất là an toàn luôn anh em ạ. Cho trẻ con chơi hoặc cho người mới tập chơi thì cực kỳ là an toàn nhá. Bảo vệ động cơ, bảo vệ cánh. Đây, hoặc là có thể sử dụng như món đồ chơi này. Đẩy này. Đấy, mình kéo lại đây này, hai người chơi. Đẩy này. Ôi dồi. Đẩy mạnh quá anh em ạ. Đẩy này. Đấy. Hoặc là kể cả trẻ con bay có va quẹt vào người không sao nhé. Cái này thì nó chưa có khả năng giữ vị trí anh em ạ. Đấy, nếu bỏ ra thì nó sẽ trôi. Nhưng mà đây nó là thiết kế theo dạng UAV, học cách điều khiển phản xạ nhé. Nên là mình nghĩ nó không cần. Mọi người có thể tăng tốc độ lên, ấn speed này. Tăng tốc độ lên bay rất là nhanh luôn nhé. Đấy, lảo đảo cực kỳ là ác luôn, anh em thấy chưa? Cái này đây là ấn nút 1 này, ấn mức 2. À cái này nó chỉ có 2 mức thôi anh em ạ. Ấn một phát nữa lại về mức như ban đầu, chậm hơn. Đây, mình cho tốc độ nhanh nhá. Làm vút vút vút. Úi xời. Điều khiển rất là linh hoạt luôn mọi người nhá. Chơi rất là thích anh em nhá. Ok, và bây giờ đến cái phần mong chờ nhất là cái phần gọi là tắt điện đi, để thử bay trong đêm xem như thế nào anh em nhá. Ok, bây giờ mình sẽ tắt bớt một bóng điện đi. Đấy, tắt bớt một bóng điện đi thì mọi người có thể thấy là nó đã sáng hơn khá là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ tắt cả hai bóng điện đi nhá. Ui, đây. Đây là bay trong ánh sáng gọi là trời tối anh em nhá. Nhìn rất là rực rỡ luôn. Đấy. Rất là rực rỡ luôn anh em nhé. Quay vòng tròn này. Trẻ con sẽ cực kỳ là thích điều này. Người lớn còn mê anh em ạ. Cái này không chỉ mua cho trẻ con, người mới tập chơi, rồi thì người lớn về có khi là còn tranh chơi với trẻ con. Đấy, anh em thấy chưa? Nhào lộn, nhào liếc các kiểu con đà điểu luôn. Cho bay lên cao này. Đấy, buổi tối thì sẽ cực kỳ là đẹp luôn. Nhào lộn trên không trung này. Đấy. Nhào lộn không trung này. Rất là đẹp luôn anh em nhá. Ok, món đồ chơi cực kỳ là ngon mọi người ạ.